Vâng, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay dân dev sẽ giới thiệu đến các bạn mình đã khắc phục thành công cái lỗi sai nhiễm cái là macware là cell rồi đó. Thì nó bị cái lỗi như thế này. Khi các bạn mở vào trang web thì nó đưa chúng ta đến một cái trang web mới, nó ghi là kick on Allow is you are not a robot. Nói chung là ban đầu thì mình cứ nghĩ là nó kiểu như là một cái tool thì check cho web, nhưng không phải. Thế giờ cái lỗi mà bạn ấy gửi cho mình ở đây. Đây anh xem em cái lỗi này nhá. Khi mình mở ẩn danh lên, danh mới. Chúng ta thao tác bằng cái trình ẩn danh. Sau đó nhập vào trong web. Đó. Như vẫn đấy. Đây nhìn này, vẫn ra một cái trang kỳ gió gì. Đây, đây thì cái lỗi này thì ra thì cái sai của chúng ta nó bị nhiễm, mình gọi chung là nhiễm virus đi, vì nhiễm cell hay là nhiễm mấy cái kia thì nói từ nó hơi khó nghe một chút. Thì bản chất chúng ta sử dụng thì chúng ta nên có một cái bản backup, vì khi mình sai sử dụng WordPress thì nó rất dễ bị cái lỗi như vậy. Thì cái sai này mình đã khắc phục xong. Thì họ nó chèn một cái script, chèn một cái script vào trong cái size của chúng ta. Khi đó chúng ta kích vào như này thì nó sẽ điều hướng sang cái size của bên họ, và họ chiếm cái quyền xử lý cái website của chúng ta và chèn mã độc vào. Đúng không? Thì bản chất của cái việc xử lý là chúng ta loại bỏ hết các cái mã độc của đi, đúng không? Làm sạch cái mã nguồn của chúng ta và vá cái lỗ hổng đó, và cài thêm những cái plugin hoặc là xem những cái đoạn code nào lỗi mà có thể gây lỗ hổng thì chúng ta khắc phục. Thì hiện tại thì mình đã cái sai này thì mình đã khắc phục được rồi. Ok, thì các bạn đã thấy là mình mở cái trình ẩn danh này và mình vào trang thì nó không còn bị cái lỗi đấy nữa. Đấy thì mình không rất tiếc là mình đã không quay lại cái quá trình xử lý, bởi vì thực ra là xử lý này nó mất khá nhiều thời gian, mình dò, mình dùng tool các kiểu ạ. Thì bản chất của nó là nó sẽ add một cái script vào cái mã nguồn của chúng ta này thôi. Thường những cái size như vậy thì các bạn view xuống lên. Cái cơ bản là chúng ta view xuống lên thì các bạn sẽ thấy có những cái đoạn script lại. Đấy. Sau đó thì các bạn vào những cái file mà nó chèn cái code đó vào. Thì mình loại bỏ cái mã code đi, cái mã độc đi. Đấy thì có một cái đặc biệt của cái con này, cái loại này là nó hơi bị khó dò, bởi vì mình xem thường thì những cái file mà họ chèn mã độc thì mình thường hay dựa vào cái thời gian thay đổi của cái file để mình loại ra là những cái file nào có cái sự thay đổi, có sự tác động vào, đúng không ạ, để mình xử lý. Tuy nhiên thì có thể là họ chèn cái mã này vào một thời gian sau thì nó mới kích hoạt nó lên, có thể là như vậy. Bởi vì mình thấy là cái thời gian mà xử lý cái nghĩa là thay đổi cái file này mà khi cái sai nó bị lỗi, như cái sai này là nó bị hôm mùng 8, mùng 9 thì tháng 2 này. Nó bị thì mình check là lỗi là khoảng 8 giờ sáng thì bị bạn ấy gửi cho mình. Mình vào kiểm tra thì có loạt các mã sụp thì nó gần như là nó không có cái sự thay đổi về cái thời gian của cái mã nguồn của mình ấy, để mình dò ra. Đấy thì mình cũng phải debug rồi dùng tool này nọ, nó mất khoảng 2-3 hôm thì mình mới xử lý được triệt để. Đấy thì khi mình làm thì mình đúc kết lại là nó sẽ có một cái đoạn script lên cái xuồng này cho các bạn. Nếu bạn nào gặp phải thì có thể tham khảo hoặc là liên hệ với mình để mình xử lý cái lỗi này. Thì hiện tại mình đã xử lý thành công. Còn về video này thì mình xin dừng lại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các cái video tiếp theo.